Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu SBTN Online TV. Với SBTN Online TV, quý vị có thể xem các chương trình SBTN mọi lúc mọi nơi trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Hình ảnh chất lượng, âm thanh rõ ràng với giá 7.99 đồng cho một tháng. Hãy ghi danh ngay để xem thử trong vòng 30 ngày. SBTN Online TV rất tiếc không áp dụng tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết quý vị hãy vào trang nhạc www.sbtnonline.tv. Nguyên Khang xin kính chào quý vị đến với chương trình Nhạc Thính Phòng của đài truyền hình SBTN cùng với nhạc sĩ Trúc Hồ Nguyên Khang. Và ngày hôm nay đặc biệt có sự xuất hiện của ca nhạc sĩ Việt Khang. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay như cũng như quý vị thấy là Việt Khang với lại Khang là đi sắm nguyên một cái bộ cái này, percussion, cái percussion mà kiểu mới, rất là dễ thương. Ngày hôm nay Nguyên Khang cũng xin thông báo với quý vị là Việt Khang sẽ là một thành viên chính thức của chương trình Nhạc Thính Phòng cùng với anh em chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm thêm một cái guitar thùng nữa. Đó là lý do mà Khang cũng đang đi học đờn. Xong rồi cái mình mời thêm cello hậu nữa. Đó dễ thương đúng không? Nhưng mà bữa nay em là thành viên của Nhạc Thính Phòng. Bài đầu tiên em muốn hát trong chương trình Nhạc Thính Phòng thành viên là bài gì? Khóc một dòng sông hả? Anh Khang bấm giùm em Khóc một dòng sông anh Khang. Cái bài này rất là hay, đây là bài hát mà anh rất là thích. Mà chiều nay là Khang nó cũng có cái ý nghĩ này khi hai anh em đi mua đồ nhạc cụ thì trời mưa rất là nhiều. Thì khi mà em nói ra cái câu thì Khang nói tự nhiên nhớ nhà quá. Thì cho nên em mới đề nghị là Khang hát bài này. Thôi Khang qua đây hát đi, anh ngồi đánh trống thôi. Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều, nhất là những buổi chiều mưa rơi. Cũng may cả ly trời mưa ít không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Không chỉ xót xa cho bằng thân phận người xa nhà sống một mình đơn côi, cũng may bên này thời gian qua vun vút không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông. Một dòng sông dài, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh nhớ chị. Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông. Một dòng sông dài, những chiều mưa tôi khóc, khóc một dòng sông. Thời gian
Sài Gòn. Nếu không tôi đã khóc một dòng sông, khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông, một dòng sông dài. Dòng sông, khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông, một dòng sông dài. Những chiều mưa tôi khóc một dòng sông. Đúng tâm trạng quá hả? Rất là đúng tâm trạng. Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu SBTN Online TV. Với SBTN Online TV, quý vị có thể xem các chương trình SBTN mọi lúc mọi nơi trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Hình ảnh chất lượng, âm thanh rõ ràng với giá 7.99 đồng cho một tháng. Hãy ghi danh ngay để xem thử trong vòng 30 ngày. SBTN Online TV rất tiếc không áp dụng tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết quý vị hãy vào trang nhạc www.sbtnonline.tv.